Hello, hôm nay thể theo yêu cầu của rất nhiều bạn muốn mình chơi con Adam. Thì mình dự đoán là chắc là trong range các bạn bị con Adam này nó dí dữ quá đó. Thành ra các bạn cũng muốn thử coi xem con Adam này nó có cái gì điểm mạnh hay là cũng thấy thú vị đúng không? Thì thật ra thì con Adam này sau khi được búp á, thì rất được ít người chú ý về cái khả năng mới của con Adam. Thì khi mà được búp á, là cái ulti của Adam mà còn cứ 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 còn trong cứ, có trong cái vòng đó mà có đối phương á, thì nó tồn tại rất là lâu nha. Đó đó là cái đặc điểm búp mới của con Adam. Để mình nói sơ về cái vấn đề bộ chiêu của Adam á, thì trước hết thì mình nói về chiêu 2 trước. Đây là một cái chiêu bình thường nhất và là cái chiêu khống chế gần như duy nhất của Adam. Đó các bạn thấy á, đưa một cái tia ra là kéo giật lại vậy thôi. Cái vấn đề thứ hai á, là về cái nội tại của Adam. Thì nội tại của Adam thì cứ giết lính thì tăng được 10 máu, giết đối phương á, giết tướng á, thì tăng được 80 máu và gấp 8 lần ấy. Nội tại thì thêm cái nữa là được hai mạng, nếu mà chết thì tạo thành đánh kén sẽ hồi phục máu. Và nếu mà trong lúc mà Adam đang tạo kén á, mà có cái chiêu ulti của Adam đó mà đối phương đứng vô á, là vừa hồi máu mà còn vừa được hồi sinh lại nữa nha. Nên thành ra có nhiều bạn không biết á, các bạn đứng trong cái vòng ulti của Adam á, là các bạn giúp cho Adam hồi lại máu đó. Đó là lý do làm sao nhiều khi mà Adam hồi máu hồi lại gần như full máu luôn, gần như là hai mạng full máu luôn. Thì cái đó là cái mà các bạn phải chú ý, là khi mà Adam mở ulti thì các bạn phải né. Đó đó là cái nội tại của Adam. Thôi bây giờ mình nói đến hai chiêu quan trọng nhất của Adam. Đó là chiêu 1. Trước hết là nói về chiêu 1 nha. Chiêu 1 nếu như mà các bạn thấy nó có cái hình phễu từ nhỏ đến 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 to, thì các bạn phải chú ý là cái phần mà to nhất, cái điểm dạo rộng nhất là đó, cái điểm rộng nhất á, là cái sát thương to nhất. Còn nếu mà càng gần Adam thì cái sát thương càng bé. Rồi đó, nó sẽ khi mà các bạn không có gồng á, thì khi mà các bạn chỉ cần chưởng á, thì nó sẽ cast skill, nó gây ra khoảng một lượng đam. Lượng đam này các bạn để ý nha, cái chiêu 1 này nè, đó mình tại sao mình nói nó quan trọng là tại vì cái chiêu 1 này của Adam á, là đánh theo sát thương phép và theo phần trăm máu tối đa của bản thân. Thì nếu mà không gồng á, thì giảm tốc chạy và gây sát thương, giảm tốc chạy khoảng 45% thôi. Nhưng mà nếu mà gồng lên á, thì giảm tốc chạy đến 75% lượng và sát thương nó sẽ tăng lên. Cái gồng này các bạn phải canh, thì các bạn canh khoảng 0,8 giây, có nghĩa là nó vừa mới hiện cái là các bạn đẩy luôn cũng được, chứ không phải là gồng càng lâu thì sát thương càng to đâu. Nó chỉ là gồng lâu để giúp cho Adam có thể dí theo để mà gây sát thương thôi. Cái na thêm một cái nữa là cái chiêu 1 này á, là có khả năng gây hồi máu, có một cái hiệu ứng là gây hồi máu cho Adam nha, hồi máu được cho Adam. Và cái hồi máu này á, là theo phần trăm máu đã mất của Adam. Đó đó là cái đặc biệt của chiêu 1, và đây là một trong những chiêu rất là quan trọng với Adam. Đó lý do sao mình nói sau chiêu 2 mới lại cái nội tại là như vậy. Và cái mà chiêu mà tạo nên thương hiệu cho Adam này chính là chiêu ulti. Cái chiêu ulti này á, thì nó vừa gây sát thương duy trì, thì cứ trong cái vòng đó thì nó giống như dạng sát thương, gần như gọi là sát thương đốt ấy. Thì khi mà nó đốt vậy rồi á, thì trong khoảng nó cứ duy trì vậy đó. Nếu mà trong 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 cái vòng sát thương ulti mà có đối phương á, thì nó cứ có thôi. Nên thành ra khi mà Adam mà dùng ulti thì mà các bạn mà đứng trong đó, các bạn đấu với Adam thì các bạn sẽ đấu rất là khó nha. Và cái quan trọng thứ hai á, là cái chiêu này nó còn kích hoạt lần thứ hai. Thì khi mà kích hoạt lần thứ hai á, thì Adam sẽ gây sát thương gấp 2,4 lần cái sát thương mà Adam đã gây trước đó, đang gây trong cái vòng ulti đó đó. Đó đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba á, là ở dưới thanh máu của Adam khi mà Adam dùng chiêu ulti á, là các bạn sẽ thấy nó có một, nó nhỏ lắm, nó có tích khoảng 100 điểm. Đó là điểm siêu năng lực. Cái siêu điểm siêu năng lực đó mà các bạn tích đầy mà các bạn bấm để mà các bạn nổ á, thì cái đam nó cực kỳ to. Đó là lý do làm sao mà các bạn đánh con Adam này các bạn thấy sát thương đang bé, làm sao hồi nó nổ thấy ghê quá. Đó thì đó là cái chia sẻ của mình về con Adam này. Đó là bộ chiêu mình giới thiệu sơ qua. Chính vì ngày xưa khi mà cái chiêu ulti không tồn tại được lâu á, nên thành ra Adam không có được gần như là bị thả diều, gần như bị thả diều. Nên thành ra nhiều nhiều bạn không đánh chơi con Adam này nữa. Và khi mà không đánh con Adam này nữa thì các bạn bắt đầu
không chơi thì mất tích thôi, mất tích chân trên cái vật ranh thôi. Thì sau đó người ta đã fix lại con Adam, búp lại con Adam này. Đó là cái chiêu đó anti mà ai mà có trong cái vòng đó, đó thì Adam sẽ tồn tại rất là lâu, gần như là không thấy mất luôn. Thì đó là cái mà chỉnh sửa sau này của Adam. Và nhưng mà lúc đó bắt đầu một thời gian mất tích nhiều quá nên thành ra nhiều người không có chuộng con Adam này nữa. Nhưng thật ra con Adam này bây giờ là một con tướng dí, và trong những cái khoảng không hẹp á, Adam dí cực kỳ khỏe nha. Nhất là khi mà Adam dùng tốc biến với lại tốc hành thì các bạn biết, nó biết rồi đó, dí kinh khủng lắm. Đó là lý do tại sao mà các mình cũng hiểu lý do tại sao mà nhiều bạn bắt đầu muốn thắc mắc về con này. Tại vì dạo gần đây thì con này xuất hiện quay trở lại, và nó là một con tướng mà được nhiều người dùng để combat trong những cái phạm vi khúc hẹp, rất là hữu dụng nha. Rồi nó không còn mang cái vấn đề là dễ bị thả diều như trước nữa. Đó đó là cái chia sẻ của mình về con tướng Adam này. Coi tù tù vậy thôi chứ khó chịu đó, chứ không có giỡn đâu. Rồi, đó là về bộ chiêu, về cái quá khứ của Adam nó cũng không có mấy tốt đẹp cho lắm. Còn nói nếu mà ý hên quá có hồi máu à. Còn nếu mà nói về cái vấn đề mà các bạn đánh con Adam này á, thì cái mà mình muốn các bạn chú trọng nhất không phải là cái vấn đề bộ chiêu thức hay là gì hết, mà con Adam này là con tướng cần farm. Tại vì càng farm nhiều thì Adam sẽ càng có được cái lượng máu tối đa rất là nhiều. Các bạn để ý ở dưới cái số 12 á, đó các bạn cái hình mà cái giống như cái chiêu quạt năng lượng á, có cái số 12 đó là cái điểm mà tăng máu cho Adam. Mà các bạn biết rồi, Adam mà có máu thì là sẽ có sát thương theo phần trăm máu tối đa của bản thân mà. Nên thành ra con Adam này á, các bạn nên farm, chủ trương là farm, đi farm đẩy lường rất là nhiều. Và nếu mà ai đánh thì nếu mà solo thì không, lúc mà Adam có nhiều máu không dám solo với Adam đâu, mình nói thật. Mà con này là con tướng là có lượng máu nhiều nhất trong game mặt bộ Super War, miễn là nó được farm, nó đi farm thôi. Cố gắng farm càng nhiều càng tốt, các bạn farm càng nhiều mới có được cái lượng máu để mà các bạn có thể tham gia cái combat. Cho dù các bạn lên giáp hay là lên đồ nó không phải sốc sát thương chăng nữa thì con Adam này đam nó vẫn to và khả năng hồi máu vẫn nhiều. Đó, đó là cái mà mình lưu ý các bạn khi đánh con Adam nha. Adam thì các bạn không nên tham gia giao tranh quá nhiều. Adam thì có hai dạng, Adam có hai dạng để mà các bạn build. Thì cái dạng đầu tiên á là đây, đây là dạng build semi. Build phép trước, dùng lõi là lõi tím. Còn một dạng nữa đó là dạng đánh tăng, đó là ôm đam cho team. Thôi team mà cứ vậy là mình thích mà. Cứ lao vô thì mấy pha này mình không được sự hiểu ý đồng đội. Thực ra Adam á, mà đánh mà có đồng đội mà hiểu á, khi mà Adam ôm đam đứng sau xả thì thôi đã lắm. Nhưng mà trận này thì team không hiểu ý, team đi cầm bắt quá nhiều. Nhện thì bây giờ nếu như các bạn thấy nhện mà tầm tiền thứ ba team nhện cứ đi đánh lộn hoài là mình bảo đảm các bạn nhện phế liền. Tại vì bây giờ nhện mà lên giáp á, người buộc tiền nhện phải farm rất là nhiều, mà nhện farm không nhiều thì coi như nhện thua. Đó, đó là cái chia sẻ của mình. Rồi như pha này tự nhiên ba người lên rồi cái mình thấy con báo ở dưới là mình thấy mệt rồi đó. Đi rừng á, là quan trọng nhất là cái vấn đề là phải lấy được cái con báo, mà giờ không lấy được con báo thì chịu rồi. Mà tiên tập trung như đó, người xuống dưới bên kia còn có xạ thủ với lại Spider-Man thì thôi chịu rồi, không lấy được đó. Các bạn thấy không, nó rất là khó nha, nó rất là khó. Tại vì hiện giờ những con tướng đa số là toàn là những con tướng có khả năng cơ động rất là cao mà, nên thành ra cái vấn đề mà combat đối với Adam rất là khó. Thực ra mình đánh con Adam này là trận thứ ba. Cái trận đầu tiên ấy thì nó rất là xui ở chỗ đó là mình không có quay được, tại vì lúc đó máy hết pin. Thành ra đánh trận đó xong cái mình phải chuyển qua một cái máy iPad mình đánh. Trận máy iPad thì vẫn win, nhưng mà mình đánh cái iPad thứ nhất không quen, thứ hai ấy là mình đánh sai lối của Adam. Lúc đó mình đánh sai lối của Adam, cái đó phải công nhận. Thì có cái trận này là hôm nay là mình vừa mới làm xong luôn, là mình vừa đánh một trận
Để mà mình đi đi họp thì mình gặp mình đánh luôn nó thôi, tại giờ đánh đi thua cũng được chứ, bữa hôm qua dính mấy cái trận mà đang thắng rồi cuối cùng mà không có được cái này kia rồi xui quá. Rồi thôi cái bắt đầu mình đánh đám rồi thua không được, trận này là xác định luôn là thua hay thắng gì cũng phải boss. Với lại cũng hên cái là mình mượn cái acc này lại có cái skin của con Adam, nên thành ra khi mà có cái skin của Adam này thì mình cảm giác nha, mình cảm giác thôi đó là những cái skin mặc định của Adam, cái vòng nó không có to và cái thời gian tồn tại của cái vòng ulti nó không lâu bằng cái skin của chiến lệnh. Thì tự nhiên cái này mình thấy có cái skin chiến lệnh đâu ngon quá hơn lấy luôn, coi như tiện là các bạn mình review luôn, các bạn coi lại cái hiệu ứng của skin của con Adam này. Trận này thì khổ nha, tại vì trận này mình sợ nhất là Big Iceman, tại vì Iceman nó là nó ao meta quá, mà thêm team bên đó thì xả sát thương kiểu này thì Iceman khó chơi lắm. Iceman thì có thật ra có một vài trận và các bạn vẫn đánh được con Iceman nhưng mà nó rất là hiếm, nó rất là hiếm, và như trận này thì Iceman gần như là phế luôn. Team mà quá ham combat, giờ mình phải đi check. Thật ra con Adam này á, là nên làm một con gọi là tăng dự trù để có gì còn đi check nữa. Mà giờ cứ đi dí thôi chứ, mà giờ nhưng mà Black Cat đánh hay quá, thật sự đó đánh rất là hay. Rồi mở luôn, mở luôn, có tướng ủa thôi bỏ luôn rồi, thôi bỏ 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 trời ơi. Thôi bây giờ mình chuyển qua vấn đề đẩy lính nha, mình không có cố ở cái vấn đề mà tham gia combat nữa, tại vì đánh kiểu này bay bay hết trụ, team ta chơi theo lối là đẩy lẻ rồi. Cái khổ của Adam đó, đó là nếu mà không có như đó, nhưng cái trận này các bạn thấy rất là khổ luôn. Cái mấy trận trước thì mình đánh thì lại nhàn, tại vì mấy trận trước thì có tăng mở, mình mở chung rồi có xạ thủ có bắt chung với mình thì mình rất là nhàn, nhưng mà trận này giống như mạnh ai nó đánh thành ra mình rất là khổ, mình lao đến mình đánh thì team này không có ai đánh chung đó, thì đó là cái thiệt thòi khi mà các bạn đánh qua Adam đó. Tại vì nếu như mà các bạn đánh qua Adam mà các bạn lao lên kiểu đó, các bạn ôm gần hết Adam luôn, cuối cùng thấy team đang đứng farm là các bạn thấy là team không hiểu về con Adam. Thật ra không không có ai hiểu được nhiều về con Adam này đâu, tại vì ít người chơi quá mà. Bây giờ mình đi dọn lính trên kia đánh lộn, mình lát nữa mình lên đánh lộn thế nào lên mọi người cũng bỏ mình à, không lúc nào cũng phải cắt ra một người để mà dọn, mà lúc nào người ta cũng dọn trước hết, trong khi đó team bên kia thì cứ đánh liên tục. Rồi thôi giờ lòn thôi chứ giờ sao giờ. Rồi bắt được người nè. Chạy đi đâu? Dí dí thôi. Ok. Rồi dí tiếp. Rồi ok, hai mạng. Rồi hay quá trời luôn. Họ biết cười thôi chứ giờ sao giờ. Đó là cái thiệt thòi của một con tướng mà ít người chơi, nên thành ra người ta sẽ không hiểu được cái cách mà phối hợp trong cái trận combat. Đồ đó thì mình để ở dưới, đây là lối đánh của Adam gây Buscemi. Buscemi mình bữa nào mình sẽ đánh thử một cái lối đánh của Adam, thì con này là nó sẽ đánh không không con này không bao giờ được DSP nha. DSP thì nó sẽ không có lợi đâu, nên thành ra nó các bạn buộc phải đi top, và cái lối đánh đi top á, còn một lối đánh đó là lối đánh build tăng. Cái lối đánh này thì bữa nào mình sẽ review cho các bạn coi, review thôi, tại vì cái lối này nó sẽ không giúp cho các bạn gây đam nhiều, nhưng mà các bạn sẽ tạo một cái sự khó chịu nhất định là các bạn càng đối phương rất là ác, tại lúc đó các bạn rất là trâu đó. Rồi lại không ăn con báo nữa. Rồi mình đợi nha, mình câu thời gian thôi, cho team xuống thôi. Bây giờ không còn cách nào khác hết. Rồi, đánh luôn. Vô được cái góc hẹp, mấy cái góc này trong này là mình thích nhất nè. Mấy góc này thì Adam gây sát thương rất là dễ. Rồi lấy được luôn rồi, hay rồi. Rồi tiếp luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi trời ơi, bắt mình là đúng là sai rồi.
mình còn cái con mắt mà đâu đánh được mình đâu, mới lại mình lên được cái đai máu rồi. Ủa ăn được cái chip bồ hả ta? Ồ ngon dữ à. Rồi lên luôn, lên luôn, có cái đai máu ăn được cái chip bồ rồi lan xanh mà. Rồi lên đẩy trụ thôi chứ không làm được gì hết. Sao thủ làm gì dữ vậy trời. Thôi dí gì vậy thôi, mình lấy cái trụ ra rồi. Bây giờ mình đứng mình me nha, để cho team ăn con sơ tơ nha. Còn lúc này team mà không ăn sơ tơ nữa thì thôi mình định chịu hết cú. Đi đâu ấy, quất cái. Không sao không sao, máu đông, máu nhiều mà, máu nhiều mà, máu nhiều mà. Mình chịu được, mình chịu được rồi. Đánh đi đánh đi đánh đi. Đó Adam có hai cái mạng mà. Rồi giờ giờ quay lại chơi nè. Trời có xua đuổi hả? Hôm nay mình hơi nhát nha, mình cái dòng mình vẫn còn dính đó chứ. Chạy đi đâu? Ok rồi, có thể bơ lật luôn rồi. Ơi đó, đây là cách chơi của con của con tướng Adam, và đây là lỗi và cái build đồ của mình khi mà mình chơi con Adam này ở dạng phép và build semi. Như nhiều các bạn là đang muốn coi con này đánh như thế nào thì đây là cái clip mà các bạn coi. Nó cũng chưa hẳn là một clip đánh rất là rành đâu. Cảm ơn các bạn đã coi clip về Adam. Bye bye và hẹn gặp lại. An inhibitor tower. Allies rally to your cause.